Chào các anh chị ạ. Nay thì là chuẩn bị tới cái phiên giao dịch đầu tuần, hiện giờ đang là 7 giờ 30 phút. Thì em hiện tại thì đang ở Nha Trang. Hôm bữa cuối tuần trước thì có họp nhóm nhưng mà video có quay cho mọi người thì nó bị hư nên là em không có đăng lên cho mọi người được. Thì sáng sớm hôm nay thì em dậy sớm để cập nhật cái tình hình cho cả nhà, gửi tới cả nhà cái thông tin để có cái số liệu để tham khảo. Thì tóm tắt sơ qua về cái buổi họp á, thì thực ra là cái buổi họp hôm đó thì cái nội dung chính của em định tính chia sẻ với mọi người là xoay quanh cái vấn đề là thị trường giao dịch ở tại cái vùng đỉnh nó như thế nào. Thì thực ra là giai đoạn vừa rồi thì cũng gần giống như em dự báo nhưng nó hơi khác một chút, đó là nó dịch chuyển hơi 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 khó chịu, dịch chuyển mà nó tạo lên rất là nhiều các cái đỉnh ngắn, dẫn đến câu chuyện là chúng ta là thường hay xảy ra cái câu chuyện đó là nếu mà bán sai đỉnh thì mua ngay ở đỉnh, và đó là trường hợp mà em đã từng 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 bị dính phải cái tình trạng như thế. Thì nó vẫn đang trong cái giai đoạn đó là nó chưa thể hiện rõ câu chuyện là đã tạo đỉnh hay chưa, nhưng mà cũng giống như là đưa ra một số cái giải pháp trong cái buổi họp đó là nó như thế này. Thường thì chúng ta hay hay luôn luôn quan tâm đến là thị trường nhưng chúng ta ít quan tâm tới cái giá trị danh mục của mình. Thì chúng ta đưa ra một cái giải pháp là nếu như trong giá trị danh mục mà đã có được những cái lợi nhuận nhất định thì chúng ta có thể là giảm tỷ trọng, hoặc nếu những người mà giao dịch theo kiểu là trên following, tức là mua và nắm giữ, thì có thể nâng cái giá cắt lót lên khi mà giá cổ phiếu tăng. Em lấy ví dụ như Hòa Bình chẳng hạn, để tránh trường hợp mất cổ phiếu Hòa Bình thì cứ mỗi khi Hòa Bình tăng một giá thì ta lại nâng cái giá cắt lót lên thêm một giá nữa. Giả sử giá Hòa Bình đang là 51 thì chúng ta để giá cắt lót là 49, nhưng nếu mà Hòa Bình lên 52 thì chúng ta lại để giá cắt lót là 50, nếu Hòa Bình lên 53 chúng ta lại để giá cắt lót là 51. Vậy là ta cứ dịch chuyển dần cái giá cắt lót lên, như vậy sẽ dẫn đến cái tình trạng là ta luôn giữ được hàng. Khi mà Hòa Bình nó có dấu hiệu thực sự xấu, giảm hai giá luôn thì ta sẽ bán và tuân thủ cái quy luật đó, là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai nữa là nó là giao dịch tại cái vùng như thế này thì thường là hay phải rất là quyết đoán. Nếu giao dịch vào với những cổ phiếu gọi là tát nước theo mưa, là đang đang có xu hướng tăng mạnh, thì nếu trường hợp xấu xảy ra T3 hàng về mà có lỗ hoặc là chuẩn bị lỗ thì chúng ta cương quyết bán ra. Cái giải pháp thứ ba nữa đó là căn cứ vào cái kế hoạch ban đầu của quý anh chị về cái câu chuyện mua cái cổ phiếu này ABC và này vào sau 10 ngày, sau 15 ngày giao dịch nó lời được bao nhiêu phần trăm thì các anh chị cảm thấy là ok thì anh chị sẽ bán ra theo đúng kế hoạch. Còn cái câu chuyện nó lên nữa hay không đó là chuyện của thị trường, còn cái câu chuyện chúng ta không phải quá băn khoăn chuyện đó. Câu chuyện thứ tư nữa là chúng ta cũng anh em anh chị em cũng bàn tới, đó là khi mà giao dịch với những cái cổ phiếu trong cái lúc mà thị trường nó rất là khó để đoán định cái câu chuyện là đỉnh đáy, thì chúng ta nếu với cái việc mà giao dịch nhanh, tỷ lệ đòn đòn bẩy margin cao, thì khi nó đã có một cái chu kỳ tăng ngắn hạn nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng là thị trường cũng đã có một đợt tăng tốt, thì chúng ta có thể giảm dần cái tỷ trọng tiền vay, giữ lại cái những cái phần mà cổ phiếu ở tiền gốc. Đó là cái nội dung mà sơ qua như thế. Còn về mặt thị trường thì vẫn là có rất nhiều thông tin cho rằng là thị trường sẽ tiếp tục dòng tiền sẽ tiếp tục vào các cổ phiếu đầu cơ. Thì cái chuyện này thì nhìn loáng qua thì cũng sẽ thấy được rằng là trước khi cái kỳ mà thông báo cổ phiếu có được vào hay không thì cái câu chuyện anh chị em mình đã đoán một phần nào, đó là cổ phiếu Pharos sẽ được vào trong một quỹ, thì cái câu chuyện đó sẽ tạo ra cái hiệu ứng để cho một số cổ phiếu đầu cơ liên quan đến 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 Pharos, ví dụ như FLC, ví dụ như một số cổ phiếu của các cái ngành giống giống như FLC, ví dụ FIT hay là KLF hay là TSC hay là mấy cổ phiếu mà ngày xưa có đợt suy giảm dài, sẽ có điều kiện để tận dụng gọi là tát nước theo mưa để tiếp tục tăng, không ngoại trừ trường hợp đó. Nhưng mà nhìn trên thị trường chung thì chúng ta đã nhìn thấy những cái dấu hiệu của câu chuyện là thanh khoản tăng cao, rất cao, cực cao, nhưng giá cổ phiếu thì không tăng, chỉ số VN không tăng. Còn trong đó thì vài video gần đây em cũng có nói với các anh chị rằng là một số cổ phiếu mà tính cơ bản gọi là hàng hàng blue cơ bản đã suy giảm. Nhưng anh chị lưu ý giùm em tại sao em có những cái khuyến nghị gần đây, đó là bắt đầu phải xem xét từ ngày 28 tháng 3
Đó là cái khoảng thời gian chuẩn bị mùng 3 tháng 3 là FTSE sẽ công bố cái danh mục mà cho vào hay không vào trên cái trang tường Facebook của em là có đăng. Thì anh chị xem qua cái dự báo và ngày mùng 3 sẽ có kết quả chính thức. Thì không không chờ trừ trường hợp vì cái áp lực đó sẽ có một đợt washout lớn nữa, mạnh hơn nữa trong giai đoạn từ ngày mùng 3 tháng 3 tới ngày mùng 10 tháng 3, đó là VanEck sẽ công bố tiếp là cái cơ cấu lần hai, cơ cấu của cái quỹ này. Để ngày 17 tháng 3 là sẽ là gọi là cái thời điểm kết thúc của cái đợt cơ cấu. Thì trong cái khoảng thời gian đó nó sẽ có những cái đợt gọi là tận dụng cái việc mà công bố danh mục của các quỹ bán ra một số cổ phiếu, và ví dụ như là theo cái dự báo thì có thể bán ra Kindle, bán ra Hòa Phát thì nó sẽ tát nước theo mưa, washout. Và thời điểm washout theo cá nhân em đánh giá thì đó là cơ hội, bởi vì ví dụ như Hòa Phát chẳng hạn đã có một nhịp giảm không hề nhỏ, nhưng nếu như tận dụng cái chuyện mà tát nước theo mưa đó, nó washout một lần nữa thì đó cái thời điểm mà washout mạnh đó chính là thời điểm anh chị xem xét mua vào cho đầu tư dài hạn, và cũng thậm chí là cho cả đầu tư lướt sóng ngắn hạn nữa. Đó là cái tình hình nhận định chung về cái thị trường mà cái hôm bữa họp nội dung nó là như thế, nội dung nó cơ bản nó là như vậy, là do cái video nó bị hư nên là em không có đăng lại được. Thực tế thì cũng chỉ là những cái trao đổi của em và thêm một chút trao đổi của một số cái người gọi là chuyên gia hôm bữa đấy có tới tham dự, cộng với một vài chia sẻ thêm của các thành viên trong nhóm. Thì nội dung nó tóm tắt nó là nó em như vừa tổng kết lại là như thế. Nhìn về mặt thị trường, phân tích về mặt từng cổ phiếu thì thực tế trong giai đoạn giờ cũng không phải là và vô lý mà em đang 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 giống như người đi trốn thị trường, ở góc độ đi chơi nhưng mà giống như đi trốn, bởi vì thân nhãn là không giấu gì các anh chị là thị trường nó cũng cũng có những thời điểm mà vẫn như là em dự báo. Chính vì cái việc mà không thể cưỡng lại được những cái cám dỗ của thị trường nên là tránh những trường hợp mà mua đuổi mua theo gây ra những cái thiệt hại ngắn hạn cho bản thân và cho khách hàng, thì em hiện tại tạm thời là đang ở cái trạng thái là quan sát. Thì em cũng sẽ quan sát, và chính vì cái việc em quan sát thường xuyên liên tục thì sẽ có những cái cập nhật cho các anh chị để các anh chị có cái thông tin để mua bán cho nó hợp lý. Thực ra thì cổ phiếu thì cái việc dao động ngắn hạn là cái chuyện đương nhiên trong rất nhiều thời kỳ, trong rất nhiều giai đoạn mà nó luôn luôn tồn tại và luôn luôn có thể xảy ra, nên là anh chị cũng không có quá lo lắng trong cái câu chuyện đó mà quên đi cái việc đó là mình mục tiêu ban đầu của cái việc giao dịch của cổ phiếu mình là như nào. Thì bắt đầu từ sang tháng 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu là số lượng người đợt này á là cũng giảm bớt xuống, ít ít bớt đi, và chúng ta sẽ bắt đầu xét các nhóm Skyper, xét các cái nhóm trên Facebook và xét một số nhóm trên Viber. Thì anh chị là những anh chị nào mà có xài Viber á thì vui lòng là nhắc em để em ép vào nhóm Viber. Viber bởi vì Viber là cái thứ rất là hay, anh chị ôm máy điện thoại đi đâu thì cũng vẫn nhận được các cái tin nhắn qua Viber. Nếu có mạng, nếu anh chị xài mạng thì sẽ luôn luôn có. Thứ hai nữa là Skyper. Skyper thì anh chị có xài thì em sẽ ép luôn. Thứ ba nữa là các nhóm trên Facebook. Thì mỗi nhóm chúng ta thì chắc khoảng từ 15 người thôi, khoảng 15 người thôi. Thì tháng 3 này thì em vẫn duy trì với những cái phí đóng thường niên một tháng, phí phí đóng định kỳ hàng tháng của mình là bằng cái tháng 2. Nhưng mà sang tháng 4 thì em sẽ thu gọn thêm một chút nữa để là những người nào theo chúng ta từ đầu đến cuối, gắn bó mật thiết với chúng ta thì sẽ có những cái lợi ích thiết thân hơn. Sẽ có những cái là có thể là em sẽ gọi trực tiếp cho từng người để trao đổi nói chuyện về danh mục. Gọi trực tiếp qua từng người qua Facebook, hẹn mọi người sẽ hẹn 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 nhau trước qua Facebook và gọi buổi tối để trao đổi trực tiếp, gọi là gọi điện video anh gì để nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn. Đến sau này mà có đến những cái vùng quê giống như hôm nay em ra Nha Trang thì có gặp một vài anh chị ở ngoài này cũng vui lắm, nhưng thực tế chúng ta chưa được nhìn thấy mặt nhau nên là cũng khó cho câu chuyện là nói chuyện nó thân tình hơn. Nhưng mà nếu như em vì cũng vì lý do đó nên em sẽ sang tháng 3 thì em sẽ bắt đầu là có những cái tư vấn trực tiếp hơn, gọi điện qua video cho các anh chị qua Facebook hoặc là qua Skype cũng gọi video được, và
và sẽ chat Viber với các anh chị nhiều hơn, nhắn tin với anh chị nhiều hơn để có con connect mà chúng ta trước mắt là chưa có nhiều lợi ích với nhau nhưng cũng sẽ là những người bạn thân tình với nhau, để mỗi lần ví dụ như đi du lịch ở đâu đó được các anh chị tiếp đón cũng là một cái niềm vinh hạnh đối với chính bản thân em và nhóm câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, cũng là cái thứ là động lực rất là lớn cho em tiếp tục làm phục vụ các anh chị, được cùng anh chị đi tới những cái chặng đường tiếp theo. Thì đó cũng là cái may mắn của chính bản thân em và cũng là cái niềm vinh hạnh của chính của mình, được các anh chị luôn luôn quan tâm chào đón khi đến những cái vùng đất, ví dụ như là đến Vũng Tàu, đến Nha Trang, hay là hiện tại thì em đang ở Nha Trang, qua đến giờ thì cà phê với lại đi nhậu với toàn là anh em chứng khoán không, cũng khá là vui, nhiều câu chuyện lắm anh chị, rất nhiều câu chuyện mà dần dần em sẽ chia sẻ với các anh chị, em học hỏi được mọi người ở rất nhiều thứ. Và ngược lại thì em cũng sẵn sàng lòng chia sẻ với mọi người rất nhiều những thứ em biết, em hiểu về thị trường. Mỗi lần gặp nhau như vậy thì chúng ta đúng là tứ hải giang hồ, là giai huynh đệ đấy. Vui lắm anh chị. Thì cũng mong rằng là những cái thông tin cập nhật sơ qua về thị trường như vậy, thì có những cái thắc mắc gì thì anh chị vui lòng là inbox giùm em, hoặc là nhắn tin, hoặc thậm chí có thể gọi điện cho em. Em sẵn lòng là chia sẻ với các anh chị trong vòng 5-10 phút cho những cuộc gọi điện. Thì em cũng luôn luôn được mong muốn được phục vụ các anh chị. Có thể gọi điện qua Facebook cũng được, gọi điện video qua Facebook cũng được, gọi điện qua điện thoại trực tiếp, hoặc là nếu anh chị nào có Viber thì cũng cứ gọi vào cái số của em đó, em cũng có xài Viber nên là cứ gọi vào số của em. Nhưng mà cũng nhắc anh chị là lúc nào em ngồi cũng có mạng thì gọi Viber mới được, còn nếu không thì cũng không gọi được đâu ạ. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là nói chung là em cũng không muốn nói để cho các anh chị quá như là tâm lý, nhưng thực tế thì thị trường nó đang có những cái dấu hiệu nó thiếu tiêu cực ở chỗ là thanh khoản tăng rất là lớn, thanh khoản tăng lớn và khối lượng cổ phiếu giao dịch cũng rất là lớn, dẫn đến câu chuyện mà lại khối lượng cổ phiếu giao dịch lại chỉ nằm những cổ phiếu mà giác đầu cơ nhiều, thị trường không tăng. Tất nhiên sẽ vẫn có sự hỗ trợ, sắp tới đây vẫn sẽ có sự hỗ trợ của Vinamilk. Hy vọng là F&E nó không ép giá nữa để Vinamilk đứng lên hỗ trợ thị trường, cộng với việc hỗ trợ của cổ phiếu ngân hàng. Nhưng đề phòng trường hợp có những đợt washout những cổ phiếu đó, ví dụ như là hai cái dòng là cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu ngành thép, sợ trường hợp nó sẽ có washout thì sẽ dẫn đến những câu chuyện là có thể anh chị sẽ sợ hãi và bán ngay đúng cái chỗ lúc washout. Nên em báo trước anh chị biết để nếu trường hợp có xảy ra thì hãy đã chót giữ rồi thì phải kiên tâm bền chí để giữ cổ phiếu, chứ đừng có mất mát tài sản ngay tại vùng đáy đó. Vừa washout xong anh chị bán xong nó lên liền à? Thì trao đổi nhanh qua buổi sáng thế, em chào các anh chị, gửi các anh chị một cái lời chúc sức khỏe, giao dịch trong tuần mới nhiều thành công, thắng lợi, mong được tiếp tục phục vụ các anh chị. Và hôm nay là ngày 27-28 rồi đó, ngày mai là 28, là ngày ta sẽ kết thúc cái đợt mà thu tiền, đóng tiền cho cái tháng 3, để tham gia tháng 3. Thì tháng 3 hiện tại bây giờ thì chúng chuẩn bị là sang ngày mai là em sẽ đóng cái sổ chốt danh sách đóng tiền. Nên là anh chị, nếu anh chị nào có vấn đề muốn, có nhu cầu tham gia của cái nhóm của chúng ta thì vui lòng là đóng tiền sớm vào tháng của tháng 3. Và hai nữa là những anh chị nào không có nhu cầu tham gia nữa thì cho em xin được một cái ân huệ, đó là gửi cho em một cái email cho em vài cái ý góp, gọi là đóng góp ý kiến trong cái giai đoạn vừa rồi còn đang thiếu sót những gì để bọn em tiếp tục xây dựng và phát triển nhóm ngày càng tốt hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều vì những cái đóng góp đó. Mong anh chị bớt chút thời gian, bởi vì Thắng cũng rất là chân tình chia sẻ với các anh chị, thì mong anh chị bớt chút thời gian để chia sẻ lại cho Thắng và cho anh chị em trong nhóm làm ngày một tốt hơn ạ. Chào tạm biệt các anh chị ạ.